tính sơ bộ thôi, một cách sơ bộ thì khoảng trên 300 cầu thủ. Cái tỷ lệ thành công nó đạt khoảng 25-30%. Và tất cả số còn lại là thất bại. Bị loại ngay vòng giữ xe, tức là vào sân khởi động xong đá 50 phút, huấn luyện viên nó không được thay ra, là chúng tôi mất 5-7 ngàn rồi. Thì tôi đã giúp được, hỗ trợ được Phan Lê Sắc có một tấm hộ chiếu mới để anh ta về. Và cái ngày mà anh ta nhận cái tấm hộ chiếu mới thì vợ con anh ta là ở nước ngoài là cứ gọi điện cho tôi và khóc thôi. Không may anh ta mất ở đây đi, thì tôi cũng là một trong những cái người mà cảm thấy là áy náy suốt cuộc đời. Có một số là mà cầu thủ ngoại là chúng tôi đưa đến trước cổng thôi, lấy ô tô đưa đến trước cổng, cầu thủ xuống, chúng tôi ngồi ngoài xe, chúng tôi chờ đợi thân chủ của mình, chờ đợi những cái cầu thủ mà mình đã cứu rỗi cả cuộc đời của họ, một sự nghiệp của họ, đến ngày hôm nay họ lên đỉnh vinh quang. Họ nhận quả bóng trên sân khấu, còn chúng ta vẫn ngồi ở vỉa hè chờ họ. Kể từ ngày anh bắt đầu hành nghề, anh đã đưa được bao nhiêu cầu thủ sang Việt Nam rồi? Và trong khoảng thời gian đấy, nếu mà để nói một cách ngắn gọn về công việc của mình thì anh sẽ nói gì ạ? Tính từ cái ngày đầu tiên đến hôm nay thì tôi có thể tính sơ bộ thôi. Một cách sơ bộ thì khoảng trên 300 cầu thủ. Cái tỷ lệ thành công nó đạt khoảng 25-30%. Và tất cả số còn lại là thất bại. Tính đến ngày hôm nay này, mà nếu cho tôi một câu nói về cái nghề này thì tôi có thể nói rằng là tôi là một người quá yêu nghề, quá có tâm với cái nghề môi giới cầu thủ, người đại diện cho cầu thủ ở Việt Nam, thì tôi mới có thể gắn bó được một cái thời gian dài như vậy. Đã có rất nhiều những cái vấn đề về cái khó khăn, những vấn đề mà chỉ có bản thân tôi mới gặm nhấm và có thể là cảm nhận hết được cái nỗi đau cũng như là cái sự thiệt thòi và những cái vấn đề mà không biết tỏ cùng ai. Hôm nay chúng ta sẽ tỏ cùng nhau cái nỗi đau lớn nhất của anh mà anh không nói được với ai, nó là cái gì ạ? Thứ nhất là phải chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý để mất tiền. Mất tiền tức là tiền riêng, tiền túi của mình bỏ ra. Không một câu lạc bộ bóng đá nào lại đưa tiền ứng trước cho cái người đại diện cầu thủ để đi tìm cả. Mà tất cả những cái tiền mà chúng tôi để đưa cầu thủ qua Việt Nam, đó là tiền của chúng tôi bỏ ra. Tiền chúng tôi làm kinh doanh từ các cái lĩnh vực khác, kinh doanh tích góp từ các cái công việc khác. Thứ hai là cái về cái uy tín và cái danh dự, cũng như là những cái mất mát về các cái mối quan hệ xã hội. Khi chúng tôi dấn thân vào làm cái nghề đại diện cầu thủ thì chúng tôi sẽ mất dần tất cả những mối quan hệ của các cái ngành nghề khác. Cụ thể như là trước khi mà vào làm cái nghề này, tôi làm một công ty du lịch. Khi vào làm nghề này thì tất cả các đối tác, các đồng nghiệp, các bạn bè của lĩnh vực du lịch là hầu như dần dần sẽ có cái lý do để không còn được gắn bó như trước nữa. Ban đầu khi các câu lạc bộ cần người, họ điện cho chúng tôi với một cái cuộc điện thoại rất hợp tác, rất vui vẻ, rất nồng ấm. Chúng tôi thích lắm, chúng tôi sẵn sàng đi vay mượn tiền của gia đình, của bạn bè, của cha mẹ và tìm tất cả những cái mối quan hệ ở nước ngoài để tìm một cái cầu thủ đúng cái ý của họ, đúng cái mẫu mà của huấn luyện viên trưởng đang cần. Chúng tôi sắp xếp tất cả mọi thứ để đưa sang Việt Nam. Khi đưa đến Việt Nam, chúng tôi háo hức là sẽ có một cái màn ra mắt. Nhưng chỉ cần 5 đến 10 phút, chỉ cần 1-2 đường bóng thôi, người ta đuổi cầu thủ chúng tôi ra ngoài ngay. Đuổi ngay ra ngoài luôn, không cho thử việc nữa. Nhưng người ta không biết rằng là để đưa một cái cầu thủ châu Phi này đến Việt Nam thì những người đại diện như chúng tôi là phải tốn rất nhiều công sức, trí tuệ, tiền bạc và xây dựng các mối quan hệ quốc tế rất rộng. Không thể đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể đưa một cái món hàng bình thường thôi đến Việt Nam cũng đã khó rồi. Chúng ta phải nhập cảnh, phải thông quan tất cả các giấy tờ ABC. Nhưng chúng tôi là đưa con người đến. Mà con người thì nó phức tạp vô cùng. Trước khi cậu ta qua Việt Nam thì phải ứng trước khoản tiền cho gia đình cậu ta bên kia. Để đưa cái lao động chính qua Việt Nam thì phải có một cái khoản tiền gọi là khoản tiền dự phòng phí. Khi cái lao động chính đi rồi thì ở nhà vợ con ta mới có tiền để sinh sống. Nhưng chỉ cần 5 đến 10 phút người ta đẩy ra ngay. Bản thân cầu thủ họ cảm thấy hụt hẫng. Họ cảm thấy rằng là
không biết là ông đại diện của mình có nói thật hay không, hay là những gì mà ông nói trước khi mình đến Việt Nam đó là những cái điều mà ông tạo dựng lên. Tại sao câu lạc bộ này không đón tiếp mình giống như những gì mà cái ông đại diện ông mời mình sang? Đó là một trong những cái nỗi khổ mà cái tôi nói là nó dằn vặt suốt cuộc đời của tôi trong trong suốt cái thời gian làm nghề. Anh vừa mới nói là cái tỷ lệ thành công của mình chỉ là 25 hoặc 30% thôi. Vậy thì 70% còn lại thì lúc đấy là như thế nào? 70% còn lại đó là thất bại. Khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, chúng tôi đưa sang 10 cầu thủ. Thì quá trình thử việc rồi thì chỉ có khoảng 2 đến 3 cầu thủ là lọt vào tiếp vòng tiếp theo vòng 2. Và 7 người kia, 8 người kia là phải xách vali về nước. Còn 20% hoặc 25% những cái số cầu thủ còn lại thì chúng tôi lại tiếp tục một cái hành trình mới. Đó là phải động viên. Bởi vì khi đem 10 cầu thủ đến, thấy 7 anh kia về nước rồi, ba anh này là ảnh bị tâm lý ngay. Ảnh không biết rằng khi nào là số phận của mình giống như mấy anh kia. Chúng tôi phải đi một bước tiếp theo, đó là động viên. Và tiếp tục là bơm tiền cho vợ con anh ta bên kia để an tâm. Và cố gắng động viên anh ta trụ lại thêm 10 ngày hoặc là một tuần nữa. Để coi như là trấn an tinh thần, làm công tác tâm lý tư tưởng để anh ta thi đấu, luyện tập và thử việc thêm một đội bóng nào nữa. Bởi vì ở Việt Nam thì Minh Hải biết rằng là khi mùa giải khởi tranh thì các câu lạc bộ ở Việt Nam thường có cái tâm lý là thử việc rất lâu. Không phải là người ta không biết về chuyên môn của cầu thủ đâu. Nếu cầu thủ đẳng cấp, một hai đường banh là ta biết ngay đó là cầu thủ đẳng cấp. Nhưng để tiết kiệm cái chi phí cho câu lạc bộ và để không bị hố hàng thì người ta cố gắng neo lại để mong muốn rằng là tuần sau sẽ có một cái đối tượng khác tốt hơn anh này. Thì vô tình người ta làm như thế thì gây rất là nhiều bất lợi, khó khăn cho chúng tôi. Cầu thủ sẽ mất tinh thần, chúng tôi chi phí rất nhiều. Bởi vì trong suốt quá trình thử việc ở Việt Nam, tất cả từ chi phí sinh hoạt phí, điện thoại, ăn uống ngủ nghỉ là hầu như chúng tôi phải bao cấp hết. Một cầu thủ mà bị loại ngay ở từ vòng đầu ấy, thì khi mà mình chuyển tiền cho gia đình của họ, mình đặt vé máy bay cho họ sang bên này ăn ở di chuyển đi lại, thì một cầu thủ như thế trung bình là sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền của anh? Cái này nó xảy ra hai giai đoạn. Cái giai đoạn mà trước khi mà cái dịch bệnh Covid bùng phát ấy, thì chúng tôi tiêu tốn từ 5 đến 7 nghìn cho một cầu thủ bị loại ngay vòng giữ xe, tức là vào sân khởi động xong đá 50 phút huấn luyện viên nó không được thay ra là chúng tôi mất 5 đến 7 ngàn rồi. Còn nếu trong giai đoạn mùa giải 2020 đến 2021 là tức là mùa bóng này nè, nếu chỉ cần 15 phút thử việc mà không đạt yêu cầu đẩy ra thì chúng tôi mất gấp đôi số tiền đó. Bởi vì giai đoạn này khi chúng tôi đưa cầu thủ sang Việt Nam, chúng tôi phải tốn về phí cách ly. Phí cách ly và các giấy phép theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Y tế, xe đưa rước và cái thị thực nhập cảnh đó. Và trong quá trình mà cầu thủ cách ly 14 ngày thì chúng tôi cũng tiếp tục là mua các cái thực phẩm theo quy định của đơn vị cách ly để chuyển vào. Và chúng tôi trang bị các thiết bị tập gym, các máy đạp xe đạp và các cái công cụ hỗ trợ để cầu thủ duy trì cái thể lực. Thì chúng tôi mất ngay gấp đôi số tiền đó, khoảng tầm 15 đến 16 ngàn đô la Mỹ cho một cái cầu thủ bị loại vòng đầu. Và nếu như trong trường hợp mà anh ấy bị loại ở vòng 2, tức là cộng thêm từ 7 đến 10 ngày nữa, thì cái số tiền này nó lại cao hơn đúng không ạ? Vâng, chính xác như vậy. Phải nói là rất rủi ro, nghe anh Châu nói thấy rất là rủi ro. Có phải đấy là lý do vì sao mà rất nhiều những người làm về môi giới cầu thủ nước ngoài đến Việt Nam, họ cứ bỏ dần? Cái giai đoạn đầu tiên khi mà bóng đá Việt Nam bước vào chuyên nghiệp thì các cái nhà môi giới và đại diện cầu thủ nước ngoài họ đến Việt Nam, họ giống như là một cái làn sóng. Bởi vì ở Việt Nam thời điểm đó là các cầu thủ ngoại là 5 cầu thủ ngoại và kể cả giải hạng nhất cũng có nữa. Thì họ thấy đây là một cái thị trường tiềm năng, họ đến. Bởi vì thời điểm đó là cứ đưa ồ ạt đến, kiểu gì cũng được ký. Và sau một thời gian thì họ thấm đòn, chi phí cao quá thì dần dần họ rút. Và có những người làm chung cái thời điểm khởi đầu của chúng tôi thì hiện nay thì cũng đã chuyển công việc khác. Và có thể nói là tôi là một trong những số ít còn sót lại đến thời điểm này. Bản thân cá nhân tôi cũng bị nhiều lắm rồi, bị thấm đòn nhiều lắm. Nhưng có thể là tôi đã có cái duyên với cái nghề và có một cái tình yêu rất là mãnh liệt với bóng đá. Và
khi tôi nhìn thấy những cái mảnh đời bất hạnh của các cầu thủ châu Phi đến Việt Nam thì tôi cũng phải cố gắng để trụ lại với một cái hy vọng duy nhất là giúp họ đổi đời, đạt được các cái ước nguyện của mình trong cái công việc, trong cái sự nghiệp của mình thôi. Chứ mà nói về để làm cái công việc này mà để làm giàu á, thì tôi thực sự ra thì tôi nghĩ rằng là hiện nay chắc có trên 100 người trụ lại, chứ không phải con số đếm trên đầu ngón tay giống như tôi đâu. Vâng. Thì qua suốt mười mấy năm làm như vậy, tôi cảm thấy là cũng khá là tự hào. Thì có một số cầu thủ qua Việt Nam thì họ gánh trên đôi vai của họ là cái cuộc sống của gần 30 người. Của gần 30 người lận. Tôi nói cụ thể luôn là cái trường hợp của cầu thủ Abbas. Vâng. Abbas đá cho Thanh Hóa, đá cho Bình Dương. Đấy, cầu thủ đó. Khi mà anh ta đá ở Việt Nam thì hàng tháng thì tôi đưa anh ta đến ngân hàng. Anh ta viết một sắp ủy nhiệm chi như vậy. Tôi hết hồn luôn. Tôi nói ôi, chuyển đi đâu mà chuyển nhiều. Nói tất cả phải lo cho từ là bố mẹ, anh chị, cô dì, chú bác. Nói chung là trong dòng họ là có bao nhiêu người thân thuộc là hầu như anh ta phải gửi hết. Đó là một trong những cái số ít mà các cái cầu thủ mà đã chịu cái gánh nặng gia đình rất lớn. Và trong suốt cái quá trình hành nghề thì tôi nghĩ là tôi đã giúp được rất nhiều cái cầu thủ tương tự như cái trường hợp của Abbas. Sau khi những bản hợp đồng nó đã thành công rồi, tất cả mọi chuyện nó đã xong xuôi rồi, họ thường nói gì với anh? Có một số cái cầu thủ thì họ mua cho tôi một cái món quà lưu niệm. Đó là một chiếc áo đá bóng, họ ký vào và họ ghi trên đó một dòng cảm ơn để tặng cho tôi. Cảm ơn về tất cả. Thì đó là một trong những cái cầu thủ mà biết nghĩ. Đấy. Bên cạnh đó thì có một số cái cầu thủ thì đối với họ, họ xem cái việc đó là cái trách nhiệm của tôi. Họ xem là cái trách nhiệm của tôi thì họ chỉ biết là ký hợp đồng, lãnh tiền, chuyển về quê hương là xong. Còn cái trách nhiệm của ông Châu là phải làm cho họ từ A tới Z. Ra thì tôi cũng không có lấy làm buồn hoặc trách họ làm gì cả. Thì mỗi người xuất thân từ một cái hoàn cảnh, một cái gia đình, một cái nền giáo dục khác nhau. Vâng. Thì khi mà tôi đã làm cái công việc này rồi thì tôi tiếp xúc rất nhiều cầu thủ ở nhiều môi trường. Thì tùy vào cái đối tượng thì mình sẽ có những cái cách ứng xử nó phù hợp. Các câu lạc bộ sử dụng chính những cầu thủ đấy đôi khi đã thoái thác trách nhiệm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đôi khi cũng quên đi cái bổn phận của mình với những cầu thủ đã đóng góp cho nền bóng đá của chúng ta, nhưng người đại diện thì vẫn còn ở đấy. Tôi đang muốn nói về Phan Lê Isaac. Anh có thể chia sẻ cái câu chuyện này để mọi người hiểu hơn về cái tâm của những người làm môi giới. Nói về cái trường hợp của tiền vệ nhập tịch Phan Lê Isaac, tôi có thể nói rằng là đây là một cái kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi, và nó cũng mang lại rất là nhiều cái nỗi đau trong dài dằng vặt tôi trong suốt một thời gian dài, trước khi mà tôi hỗ trợ được Phan Lê Isaac hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để có một tấm hộ chiếu mới. Khi anh ta thất nghiệp và sống ở thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu là cơ thể bắt đầu có cái sự chuyển biến do các căn bệnh trong người, thì anh ta cầu cứu đến tôi. Thì anh ta bảo ra hộ chiếu thì hết hạn rồi, bây giờ mất hết giấy tờ không làm được. Thì tôi mới nói là bây giờ giữa tôi và cậu thì cũng đã có cái sự hợp tác, hai bên thì cũng đã hoàn thành xong trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau rồi, không bên nào mà còn ràng buộc gì với nhau cả. Thì bây giờ với cái vai trò là cái người đại diện cũ của cậu, tôi sẽ hướng dẫn cậu đi đến các cái câu lạc bộ mà cậu từng thi đấu, xin lại các cái bản photo, các cái giấy tờ, các quyết định nhập tịch, thì để lên để nộp vào cơ quan chính quyền, người ta xin cấp lại. Tôi cho tiền cậu ta đi xe ôm đi đến các câu lạc bộ, hầu như các câu lạc bộ không có bộ nào tiếp cả, không tiếp. Cậu rơi vào bế tắc. Thì tôi nói bây giờ là cậu đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nơi mà đã có cái sự xét duyệt cái hồ sơ cho cậu từ cái ngày cậu đến Việt Nam thi đấu và sau đó được nhập tịch. Thì tôi tin rằng đây là một cái cổng mà coi như là cái cửa cuối cho cậu rồi. Thì khi đến đó thì họ bảo là họ không biết trường hợp này vì nghỉ lâu rồi. Và hồ sơ thì cũng đã không còn nữa rồi.
Thời điểm đó thì thực sự ra là Covid đang bùng phát rồi. Bản thân tôi gặp rất nhiều khó khăn về cái việc mà cái công việc chuyển nhượng cầu thủ. Thứ nhất là đầu tư rất nhiều kinh phí để chuẩn bị cho một cái mùa chuyển nhượng mới. Khi Covid bùng phát ra, Việt Nam cấm nhập cảnh, tức là chúng tôi mất trắng rồi. Tôi mất trắng rồi, visa thì đã thì quá cái thời hạn nhập Việt Nam, không còn cách nào khác. Tôi thấy anh ta như vậy, tôi mới thuê một cái phòng trọ thôi. Nói phòng trọ chứ không phải khách sạn nữa, một phòng trọ ở quận nhất. Tôi thuê dài hạn luôn. Tôi thấy tình hình này không ổn rồi. Thứ nhất là anh ta phải ở lại để điều trị bệnh. Thứ hai là anh ta phải có cái thời gian để đi chạy cầu cứu các cái đội bóng cũng như các cái cơ quan mà trước đây đã hỗ trợ anh ta. Thì quá gần một năm sau vẫn không có kết quả, thì cái căn bệnh của anh ta là bắt đầu là nó nặng hơn. Nặng hơn thì qua các cái truyền thông rồi thì một số cái người bác sĩ mà nghỉ hưu, người ta mới nắm được cái thông tin, người ta mới chữa bệnh miễn phí cho anh ta. Chữa bệnh miễn phí thì để cầm cự để chờ ngày có giấy thông hành thôi, chờ ngày có giấy thông hành để đi về nước thôi. Và cuối cùng thì bằng các cái hiểu biết về pháp luật Việt Nam, các cái quy định của cục xuất nhập cảnh, thì tôi đã giúp được, hỗ trợ được Phan Lê Sắc có một tấm hộ chiếu mới để anh ta về. Và cái ngày mà anh ta nhận cái tấm hộ chiếu mới thì vợ con anh ta là ở nước ngoài là cứ gọi điện cho tôi và khóc thôi. Thì cứ khóc mà cái sự vui mừng của họ không thể nói bằng lời được, họ cứ khóc thôi. Đấy. Nếu giữa người đại diện cầu thủ là lúc đó chúng tôi phải xét về cái yếu tố là có lợi ích hay không. Vâng. Làm kinh doanh. Tôi thấy. Nhưng thời điểm đó Isaac không còn đá banh được nữa. Hết đá banh rồi. Anh ta sống vất vưởng ở khu vực quận nhất. Hàng ngày thì coi như xin các đồng hương cũng như các cái đồng nghiệp vài đồng để ăn cơm. Thỉnh thoảng thì tôi mua đồ ăn đến rồi tôi tích trữ ở cái phòng khách sạn á, rồi cứ thế là cứ sử dụng thôi. Và nó kéo dài trong bao lâu ạ? Nó kéo dài gần 2 năm. Kéo dài gần 2 năm. Tôi biết là anh ta, khi anh ta phát hiện ra cái hộ chiếu anh ta ra sân bay không được đi thì vào tháng 11 năm 2019 và kéo dài đến đầu năm 2021. Khi anh ta nhận được cái tấm hộ chiếu xong thì cơ thể anh ta thay đổi, sắc mặt anh ta thay đổi và cái thần thái của anh ta là khác hẳn. Anh ta giống như người mới trúng số. Như tái sinh. Anh ta tái sinh, anh ta la hét, anh ta cười đùa và chạy nhảy như một đứa trẻ. Cũng xin nói thêm là cái đất nước của anh ta, người ta là không cho anh ta nhập cảnh lại nữa. Vâng. Bởi vì khi mà anh ta qua nhập quốc tịch Việt Nam thì anh ta đã thôi quốc tịch kia rồi. Vâng. Anh ta thôi rồi. Và người ta đặt một vấn đề là khi anh ta đã quá trình đá bóng Việt Nam thì anh ta cũng không có cái trách nhiệm an sinh xã hội nhiều lắm ở Uganda. Vâng. Nên là khi chúng tôi liên lạc với đại sứ quán, liên lạc với các cái hội người Uganda, hội đồng hương ở Uganda thì hầu như là không có được sự hỗ trợ. Vâng. Và trong cái quá trình Phan Lê Sắc ở Việt Nam bị bệnh tật như thế, nhiều lúc em đã nghe thấy những cái tâm sự là bạn ấy sợ là bạn ấy sẽ chết ở Việt Nam. Vâng. Thì trong những lúc như thế thì bạn ấy tâm sự với anh điều gì? Cái sự hoảng loạn của bạn đấy là điều mà mình có thể cảm nhận được một cách rõ rệt, đúng không ạ? Có một cái giai đoạn, là tôi nhớ là cái giai đoạn giáp Tết, người dân thì người ta về quê. Vâng. Ai cũng có quê đi về, chỉ có riêng anh ta là ngồi trong phòng khách sạn thôi. Anh ta hoảng loạn và đặc biệt không bao giờ bật đèn trong phòng. Tôi đến mà tôi thấy là mà chỉ như giống như một bóng ma ngồi trong phòng. Và anh ta đưa cho tôi tất cả những cái thông tin, cung cấp tất cả, có thể nói là giống như là đưa tất cả gia phả của anh ta cho tôi. Thì tôi nghĩ rằng anh nghĩ là anh sẽ có thể là anh sẽ chết ở Việt Nam. Giống như những lời trăn trối đúng không anh? Trăn trối. Và nếu mà tôi cảm giác ánh mắt của anh ta nói nếu anh ta có mệnh hệ gì á thì là hãy liên lạc với gia đình anh ta để đưa anh ta, đưa cái xác anh ta về nước. Trong cái giai đoạn đó thì tôi cũng cảm thấy rất là lo. Không may anh ta mất ở đây đi, thì tôi cũng là một trong những cái người mà cảm thấy là áy náy suốt cuộc đời. Thưa anh Châu, là về sau thì cái điểm nào là cái điểm mà chúng ta lấy lại được cái hộ chiếu cho Phan Lê Sắc? Sau này thì tôi liên lạc lại với bên cái tập đoàn Hòa Phát. Vâng. Tập đoàn Hòa Phát thì mới tìm ra được một cái tung tích, về cái tung tích về cái gia đình. Vâng. Cái gia đình của cái bác này trước đây là bảo vệ sân hàng đẩy. Vâng. Là bác là cái gia đình mà cho Phan Lê Sắc
Và thêm một cái cậu đồng hương nữa là Trần Lê Martin. Vâng. Hai cậu này nhập hộ khẩu vào. Vâng. Và sau đó thì cái gia đình đó, cái bác đó thì bắt mất. Vâng. Bắt mất xong thì các con trong gia đình mới chia thừa kế. Vâng. Và bán cái căn nhà đó chuyển vào cái khu vực ngoại ô Hà Nội sống. Vâng. Chúng tôi phải đi tìm. Vâng. Và sau khi mà tìm lại được cái số điện thoại của cái người con cả thì mới tìm ra. Mới tìm ra và cứ đi hỏi lần ra. Và nó mất đâu gần hơn 2 tháng. Tôi đi tìm đầu này, tìm đầu kia và nhờ các cái ông tổ trưởng dân phố, các đồng chí làm khu vực, quản lý khu vực, người ta tìm mãi xong ra thì mới có được mượn được cái tờ cái cuốn hộ khẩu. Vâng. Photo thì mới đi lên công an phường. Đầu tiên là phải làm giấy chứng minh nhân dân lại. Vâng. Sau khi có giấy chứng minh nhân dân thì mới đủ cái quy định để làm cái hộ chiếu, chứ không phải là có lên cục xuất cảnh làm liền, phải có chứng minh mới làm là hộ chiếu được. Em thấy cái công cuộc đi tìm này nó thực sự là ngoạn mục, nó quá là khó khăn, bởi vì là đúng, em cũng là người sống ở thủ đô nhiều, em biết đúng, rất là dài. Và khi mà chúng ta mà tách khẩu ra này, chúng ta bán nhà đi rồi đúng, thì gần như là chúng ta mất hết cả tung tích. Thậm chí là có thời điểm là tôi đã đi ra một cái tiệm photocopy đúng, ở quận Nam Từ Liêm. Tôi đánh một cái bảng to lắm, tôi đánh cái bảng là tôi yêu cầu pha lê sắt là cầm để phía trước ngực, đi tới cái trụ sở của tập đoàn Hòa Phát. Bởi vì thời điểm đó tôi nghĩ rằng là cái tập đoàn Hòa Phát là cái đơn vị mà đã nhập tịch cho Phan Lê Sắc thì họ có đủ cái mối quan hệ, đủ mặt để họ giúp việc đó. Nhưng mà khi mà Phan Lê Sắc vừa cầm cái bảng đó tới là bị bảo vệ là đuổi đi ngay, là không có cái cơ hội để coi như là cầm cái bảng để cầu cứu như vậy. Em tò mò một tí là bạn ấy bị bệnh gì ạ, mà đến nỗi mà bạn ấy phải sợ đến cái mức độ là chết ở Việt Nam? Cái cơ thể của Phan Lê Sắc thì nhiều bệnh lắm, nhiều bệnh, rất nhiều bệnh. Về cái vấn đề cá nhân thì tôi xin phép là không được chia sẻ lên truyền hình, nhưng mà nghe đâu là anh ta nói anh ta bị 4-5 bệnh, toàn bệnh cả là chân bị phù lên, đi không được, và các vấn đề mà sinh hoạt hàng ngày thì vô cùng bất tiện, vô cùng bất tiện, là hầu như phải dùng thuốc, mua thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh đủ thứ. Em thấy như teo hết cả. Hiện nay là ốm lắm, chân tay là teo hết. Thực sự thì nghe cái câu chuyện anh nói từ cái vấn đề mà rủi ro của 70% những cầu thủ và bị loại ngay từ vòng đầu, tốn rất là nhiều tiền, đến cái việc mà chúng ta cũng phải đồng hành với thân chủ cũ của mình. Nhưng mà thực sự là em vẫn thấy đấy nó vẫn là một cái điểm gì đấy mà rất đáng để cho chúng ta chia sẻ ở một cái mảng nữa, là làm thế nào để trở thành một người đại diện. Bởi vì em biết là cái quy trình này thi thố với FIFA thì nó rất là kinh khủng. Điều kiện nào để một người được công nhận là người đại diện theo đúng cái quy định của FIFA? Trước năm 2016 thì phải thi và phải ký quỹ, tức là phải thi về chuyên môn, về am hiểu về bóng đá, và phải thi ngoại ngữ, phải kiểm tra. Bởi vì một người đại diện cầu thủ không thể nào không biết ngoại ngữ được. Vâng. Anh phải biết ngoại ngữ để anh giao tiếp, và anh có thể đánh sử dụng các văn bản bằng tiếng Anh để chuyển tải các cái nội dung. Thứ hai là anh phải ký quỹ, và FIFA quy định ký quỹ 100.000 franc Thụy Sĩ. Ký quỹ này để làm gì? Khi trong quá trình anh hành nghề, nếu anh đối xử không tốt hoặc anh đi trái với tất cả các quy định mà FIFA yêu cầu người đại diện phải làm với cầu thủ, thì FIFA sẽ trích cái tiền quỹ mà anh ký đó để bảo vệ quyền lợi cầu thủ, mua vé máy bay cho cầu thủ về nước, giải quyết các cái chế độ khác cho cầu thủ. Nhưng sau năm 2016 thì FIFA bỏ cái quy định này, do có quá nhiều người đại diện của cầu thủ là người thân cầu thủ, gồm có vợ, gồm có cha mẹ, gồm có anh chị em trong gia đình. Như chúng ta thấy một cái cầu thủ nổi tiếng là Messi, có công ty gia đình và bố anh ta là người đại diện cho anh ta. Thì FIFA mới chuyển giao cái quy định này cho các cái liên đoàn của các cái nước. Cụ thể như những cái cầu thủ nào ở Việt Nam thì sẽ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý. Và khi chúng tôi muốn đăng ký làm đại diện cho các cầu thủ này, chúng tôi phải có tất cả các cái giấy tờ để nộp lên phòng tư cách cầu thủ, pháp lý và tư cách cầu thủ. Thì họ sẽ thẩm định hồ sơ, sau đó thì họ ra một cái gọi là tạm gọi là cái chứng chỉ đi, cái chứng nhận đi, là ông Nguyễn Minh Châu là đại diện của cầu thủ ABC, có thông tin như sau, thời gian đại diện là bao nhiêu năm, căn cứ theo hợp đồng của hai bên ký kết.
Và đó là một trong những cái giấy tờ mà chúng tôi cần phải bổ sung cho cái việc làm đại diện này. Đầu tiên chúng tôi phải có cái hợp đồng đại diện giữa hai bên ký tá với nhau và ký trong tình trạng tỉnh táo, thỏa các cái yêu cầu về tự nguyện và các cái tỷ lệ quy định về cái mức phần trăm được hưởng của người đại diện là bao nhiêu, đúng quy định FIFA, bao nhiêu phần trăm ghi rõ trong đó luôn. Còn ngoài ra là chúng tôi phải làm thêm các cái giấy tờ khác, đó là cái lý lịch tư pháp. Vâng. Cái lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. Cái thời anh phải thi ấy, cái thời điểm mà trước năm 2016 ấy, em thấy thi khó lắm ấy. Bao nhiêu người mà họ cũng, tức là cũng nộp lên liên đoàn rồi các thứ mà thi, theo như em nghĩ là nó khó như kiểu đi thi để làm phi công ấy. Anh có thể kể cái câu chuyện mà ngày xưa anh đi thi được không? Trước khi mà chúng tôi nộp hồ sơ, khi mà họ đã chấp nhận hồ sơ và nộp lệ phí rồi tất cả xong thì họ chuyển cho tôi một cái tài liệu, một cái bộ tài liệu, tôi nghĩ là tầm khoảng 5 ký hồ sơ, và chuyển nhiều lắm, đọc hầu như đọc mà tiếng Anh không ạ. Và khi kiểm tra thì người ta kiểm tra rất nhiều, và đặc biệt là cái về kiểm tra về cái hiểu biết về các cái quy định, các cái quy chế của FIFA, quy chế làm việc, quy chế của pháp lý, tư cách cầu thủ và bảo vệ cầu thủ như thế nào, và về cái trình độ ngoại ngữ nữa. Hầu như là một số người hầu như đi thi thì ở Việt Nam thì rất nhiều toàn trượt ngoại ngữ, trượt hết ra về đó. Thứ nhất là tại cái thời điểm đó là những người mà ta rành ngoại ngữ thì người ta lại không đam mê về cái nghề này, còn những người đam mê về cái nghề môi giới đại diện cầu thủ, người ta xuất thân là dân bóng đá, người ta lại không rành ngoại ngữ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các câu lạc bộ hành xử như thế nào để công việc của các anh nó bớt vất vả hơn? Đa số các câu lạc bộ chưa xem người đại diện cầu thủ là đối tác. Vâng. Chưa xem. Đâu đó thì người ta vẫn xem chúng tôi là những người đi cầu cạnh, đi xin việc và đi có cái gì đó là năn nỉ. Chưa có một cái sự hợp tác chân thành. Có thể nói là tôi cảm ơn cái giai đoạn Covid này. Cảm ơn cái giai đoạn Covid này để làng bóng đá thấy được cái vai trò và cái vị thế của những người đại diện cầu thủ. Những đội bóng nào mà chúng ta thấy họ có những cái nhân tố mới, những cầu thủ ngoại mới, và họ có những cái mối quan hệ tốt với các cái nhà môi giới đại diện cầu thủ, thì cái thành tích của họ đến thời điểm này là tương đối tốt. Còn những cái câu bộ nào mà trước đây họ tự cho rằng là họ có thể họ tìm được cái nguồn lực trong tầm tay, hoặc là họ chỉ chờ đợi các câu bộ nào bỏ ra thì họ nhặt, thì chắc chắn là đến cái thời điểm này thì họ sẽ bị vất vả ngay. Và về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì thực sự ra thì tôi thấy rằng là Liên đoàn chưa có một cái nhìn tích cực với những người đại diện, với những người làm nghề môi giới như chúng tôi. Tôi cũng nói với các bạn đồng nghiệp làm nghề đại diện cầu thủ, tôi nói là anh em chúng ta không cần Liên đoàn là phải trân trọng chúng ta, không cần Liên đoàn là phải tôn trọng chúng ta, nhưng Liên đoàn nên có một cách nào đó để công nhận chúng ta đang hiện diện ở một cái nền bóng đá Việt Nam. Bởi vì xét cho cùng đến thời điểm này và về sau nữa, các câu lạc bộ ở Việt Nam cũng rất cần chúng tôi. Cần chúng tôi để làm gì? Cần chúng tôi để đưa đến cho họ những cầu thủ bóng đá chất lượng. Cần chúng tôi để giải quyết các cái mâu thuẫn giữa câu lạc bộ và cầu thủ. Có những câu lạc bộ nói cầu thủ không nghe, cầu thủ không thi đấu, phải điện cho chúng tôi, nhờ chúng tôi phải nửa đêm cũng phải bay ra câu lạc bộ để động viên, để an ủi, để dỗ dành cầu thủ sẽ nghe. Và thực sự đến thời điểm này trải qua gần 20 năm, chưa một lần nào Liên đoàn mời những người đại diện cầu thủ đến để tham dự một cái chương trình tổng kết hoặc một chương trình gala trao quả bóng vàng, bóng bạc, bóng đồng gì cả. Trên thế giới thì ta mời rất trân trọng, ghi thiệp mời đàng hoàng, ông này bà kia rất trân trọng đàng hoàng. Nhưng ở Việt Nam thì chúng tôi không có được cái vinh dự đó. Và ra thì chúng tôi cũng cảm thấy là chạnh lòng. Rất chạnh lòng về cái điều đó. Bởi vì là chúng tôi đã giúp rất nhiều cầu thủ, giúp nhiều các câu lạc bộ vô địch cũng có, tránh xuống hàng cũng có, bằng cách đưa cho họ cầu thủ tốt, động viên cầu thủ, theo sát cầu thủ từ ngày đặt chân đến Việt Nam đến ngày cuối cùng của bản hợp đồng. Tất cả là vì cái sự phát triển chung của các câu lạc bộ.
chứ không riêng gì những cái lợi ích mà nhỏ bé của chúng tôi cả. Đúng đấy, em thực ra bây giờ anh nói em ấy để ý là đúng là những cái buổi đấy là cũng không gặp các anh thật. Mà những người đạt giải đấy rất có thể là những người mà các anh đã mang sang. Đúng. Vua phá lưới, cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Thì đương nhiên là những cái người đấy là những người mà do công của các anh mang đến. Và thực sự là đến bây giờ em mới nhận ra là đúng thật. Những cái buổi đấy không có các anh thật. Và đấy là một điều thực sự là thiếu sót. FIFA họ công nhận vai trò của các anh mà. Các cầu thủ ngoại khi họ nhận được cái giấy là giấy mời để trao quả bóng, họ đi mà họ mua tặng cho chúng tôi một cái áo, họ tặng cho chúng tôi một cà ravat, một đôi giày. Họ nói là tối hôm đó anh phải mặc cái này. Nhưng chúng tôi tự hỏi chúng tôi xuất hiện ở đó với tư cách gì? Với tư cách gì? Bởi vì chúng tôi không được mời. Chúng tôi cảm thấy rất là lạc lõng. Vâng. Vì vậy là chúng tôi quyết định là không đến. Có một số là mà cầu thủ ngoại là chúng tôi đưa đến trước cổng thôi. Lấy ô tô đưa đến trước cổng cầu thủ xuống, chúng tôi ngồi ngoài xe. Chúng tôi chờ đợi thân chủ của mình, chờ đợi những cái cầu thủ mà mình đã cứu rỗi cả cuộc đời của họ, một sự nghiệp của họ. Đến ngày hôm nay họ lên đỉnh vinh quang. Họ nhận quả bóng trên sân khấu. Còn chúng ta vẫn ngồi ở vỉa hè. Vâng. Chờ họ. Một hình ảnh thực sự là có tính tương phản rất cao. Em cũng cảm nhận được sự chạnh lòng. Chắc chắn là như thế rồi. Và thực sự là chúng ta nói thêm một cái câu chuyện nữa. Anh Châu cũng là một người đàn ông rất quyền lực. Anh có một cái sức mạnh, anh có một cái tầm ảnh hưởng để buộc những cầu thủ phải thi đấu theo đúng cái phong độ của họ. Và thứ hai là cứ một huấn luyện viên nào đấy mà đang bị chênh vênh cái ghế thì người ta nghĩ ngay đến việc là thay ngoại binh và họ sẽ gọi điện cho anh. Chứ xét trên một khía cạnh nào đấy, anh cũng là người rất quyền lực. Anh có thể nói gì về cái mặt phải đấy? Ngoài những cái chuyện là chúng ta phải ngồi vỉa hè, ngoài cái chuyện là chúng ta phải giúp đỡ những cầu thủ mà không ai đoái hoài gì đến họ. Trong một cái bối cảnh nào đó hoặc trong một cái giai đoạn nào đó của một cái đội bóng đang gặp khó khăn thì cái việc cứu rỗi thành tích đội bóng nó dựa rất nhiều vào ngoại binh. Và tôi có thể nói một điều là thành bại của các câu lạc bộ V-League là 50% phụ thuộc vào cái sức mạnh và cái phong độ của ngoại binh. Khi ngoại binh hắt hơi sổ mũi có vấn đề là câu bộ đi xuống ngay. Cái ngoại binh nó quyết định cái thành tích của họ trong tương lai gần thì chắc chắn là cái vị thế cũng như là cái tiếng nói của chúng tôi sẽ được họ tôn trọng hơn. Họ tôn trọng hơn, rất tôn trọng. Và có thể nói đến thời điểm này tất cả những cái quy định gì để bảo vệ tối đa cái quyền lợi lợi ích cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam trong việc ký kết ngoại binh là đều do bản thân tôi nghĩ ra. Tôi có thể khẳng định điều đó từ cái việc là đá không được. Giai đoạn 1 anh đá không được, giai đoạn 2 nhà môi giới, người đại diện cầu thủ phải đền. Đó là do tôi đặt ra hết. Bởi vì thực sự ra là tôi nghĩ là cái công việc đại diện cầu thủ, đưa cầu thủ đến trong cái đối tác của mình thì phải có một cái sự thấu hiểu. Thấu hiểu và mình phải thực sự xem là các câu lạc bộ bóng đá là cái đối tác, mình trân trọng họ và phải có trách nhiệm với những gì mà mình cam kết với họ ngay từ ban đầu. Các câu lạc bộ Việt Nam thì cứ truyền tay nhau trong các cái cuộc họp tổng kết. Các giám đốc điều hành thì nghe nói ôi tôi ký người của ông Châu, đã không được ông Châu đền. Đền bằng cách nào? Ông Châu tìm một cầu thủ khác thay thế vào cho cầu thủ này, cầu thủ khác đá tốt hơn cầu thủ cũ, nhưng chỉ thanh toán phí một lần thôi. Đó. Thì cái đó là một trong những cái điều chúng tôi cam kết và chúng tôi sẽ tiếp tục là chúng tôi sẽ duy trì nó để đảm bảo cái quyền lợi tối đa cho câu lạc bộ. Thực sự rất tuyệt vời, nghe câu chuyện của anh hôm nay thấm được nhiều, biết được nhiều và thực sự là cũng rất là thương những người như các anh. Bóng đá Việt Nam nợ các anh một lời cảm ơn. Luôn chúc anh nhiều sức khỏe và mong rằng cái vị thế, cái vai trò của anh được thừa nhận. Và cũng hy vọng là thông qua chương trình này thì quý vị sẽ hiểu hơn về những cái góc khuất của những người đại diện, trong đấy có anh Châu.